Minh Thi xin kính chào đến quý vị trong chương trình Bếp Nhà Ta Nấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vẫn với một cái mùa hè nóng nực và vẫn với những cái vị nước mà đủ mùi vị và bằng một cái vật liệu chính đó là chanh. Ngày hôm nay Minh Thi muốn chia sẻ đến quý vị hai loại nước nữa mà rất là dễ làm mà lại hợp khẩu vị của chúng ta cho những cái buổi party cũng như là để dành trong tủ lạnh khi mà con chúng ta đi học về. Cháu sẽ có những cái ly nước rất là healthy. Nghĩa là giúp cho sức khỏe của chúng ta không có bị đầy bụng hoặc là mát nè, đã vậy đối với phụ nữ lại là đẹp da nữa. Đố quý vị đó là vật liệu gì? Yeah, dưa leo thưa quý vị. Dưa leo ngoài việc đắp mặt ra thì chúng ta còn ăn nhiều dưa leo sẽ có một cái làn da rất đẹp. Và bây giờ ăn không? Bây giờ chúng ta uống nữa. Ngoài cái việc xay uống thì là mình thấy là nó cũng hơi phức tạp. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nước để mà chúng ta uống, mà nhìn lại bắt mắt và hấp dẫn. Bây giờ đầu tiên hết, Uyên Thi sẽ nói về món nước chanh dưa leo thưa quý vị, và vị bạc hà nữa, tất nhiên vị bạc hà. Bạc hà đây là lá rau min, là lá rau coi như là húng lủi thưa quý vị, nó rất là thơm. Bây giờ Uyên Thi sẽ dùng chanh để Uyên Thi xay lấy nước, vắt coi như là vắt chanh lấy nước nha. Vị chanh dưa leo thưa quý vị, hai cái vật liệu này đều tốt cho những phụ nữ của chúng ta hoặc là con của chúng ta uống cũng được, mà mấy ông uống thì lại càng tốt nữa, bởi vì đỡ phải uống bia thưa quý vị. Nếu mà mình làm được những hũ nước mà ngon để trong tủ lạnh thì quý vị sẽ thấy là sẽ hớp ngay, cho dù là không có bia thì mấy chàng cũng sẽ lục tới những cái ly nước mà chúng ta làm đó. Thành ra nếu mà ai thương chồng thương con thì chịu khó làm bằng những cái vật liệu này, đó là chanh thưa quý vị, vật liệu chính. Và bây giờ đầu tiên hết, Uyên Thi sẽ làm coi như là vị nước chanh, vị nước chanh dưa leo vị bạc hà. Uyên Thi sẽ dùng dưa leo nè, Uyên Thi sẽ cắt ra thành từng khoanh mỏng. Quý vị dùng dưa leo Nhật này đó, thứ nhất là nó không có hột, cho nên khi chúng ta pha vào nước á, nó đẹp lắm, nó không có bị những cái hột lợn cợn, mình uống nó khó uống thôi quý vị. Thì chúng ta sẽ cắt thành những cái khoanh mỏng như thế này, tùy theo mà quý vị thích nhiều dưa leo hay ít. Bởi vì khi mà mình uống xong á, mình có thể dùng cái muỗng để mà mình múc cái dưa leo này mình ăn cũng được thưa quý vị, nó cũng là rất là tốt. Chúng ta sẽ bỏ vào trong cái hũ, một cái hũ. Đó, quý vị cắt những khoanh mỏng mỏng như vậy. Ở đây Uyên Thi làm chắc khoảng một trái rưỡi đi. Trái rưỡi, hai trái cũng được thưa quý vị. Đó. Bỏ vào. Yeah. Cái trái dưa leo nó giống như là cái bánh xe mà nó lăn vậy thưa quý vị. Rồi, một trái rưỡi. Chúng ta sẽ dùng một trái chanh, chúng ta cắt những lát chanh ra. Cắt lát mỏng mỏng nha thưa quý vị. Đó, quý vị cắt khoảng nửa trái chanh hoặc là một trái cũng được, nhìn cho nó đẹp mắt, đừng có dày quá. Rồi cái phần còn dư này quý vị có thể vắt cái nước cho mình để mình xài. Và những cái lát chanh này quý vị nhớ là mình sẽ lấy hột ra để khi chúng ta uống không có bị trúng hột, chúng ta bỏ vào trong hũ. Tại vì khi mà mình để cái hột luôn đó, khi mà mình uống đó, nó lợn cợn, cái hột khó uống lắm thưa quý vị. Nhiều khi mấy cháu không uống nuốt luôn cái hột. Hồi xưa đó mà còn nhỏ đó, cứ nghe ba mẹ nói là
Ồ, mình ăn hột coi chừng nó nuốt cái hột vô là nó mọc cái cây thì sợ lắm. Bây giờ lớn thì mình cũng hù lại con mình như vậy, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên làm cho các cháu uống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng canh đường. Hạn chế đường bởi vì chúng ta chỉ làm cái nước nó hơi nhẹ nhẹ nhàng một chút. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây khoảng chừng 1/4 cup nước chanh thôi nha. Rồi, và mình sẽ bỏ vào nước vào. Quý vị thấy cái vị nước nó rất là đẹp phải không? Và bây giờ chúng ta sẽ cho đá vào. Trước khi cho đá, chúng ta nên quậy sơ. Chưa, nhưng thì sẽ cho vị bạc hà vô nữa thưa quý vị. Bạc hà thì quý vị á, tùy theo mùi vị mà chúng ta cho nhiều hay ít. Chúng ta sẽ cho khoảng nhiêu đây đi? Khoảng chừng 10 lá cho tới 15 lá. Tùy quý vị thích. Và cái này quý vị có thể bóp nó ra như vậy. Đó, bỏ nó vô thì nó thơm hơn. Hoặc là chúng ta dầm cũng được. Chúng ta lấy cái đó, chúng ta chỉ cần bóp ra như vậy, chúng ta bỏ vô. Lấy cái chày bỏ vào trong cái tô dầm dầm nó ra, hoặc lấy cái muỗng nó dầm dầm nó ra cũng được thưa quý vị. Rồi. Bây giờ ta sẽ bỏ đá vào. Thơm quá. Wow, quý vị thấy đẹp không? Rồi, bây giờ thì Uyên Thi có thể thử nè. Để coi cái vị nó như thế nào. Hơi chua chua, không có vị ngọt. Bởi vì mình đây là mình làm healthy cho nên mình không có cần nhiều ngọt. Và trong cái mùa hè mà mình uống cái nước nó hơi chua chua một chút xíu. Và nó có mùi thơm của cái lá bạc hà. Cũng như là mình feel được, mình cảm nhận được cái vị mát của dưa leo thưa quý vị. Và đây là một cái loại nước mà chúng ta rất là dễ làm, lại hấp dẫn mắt của các cháu nữa. Đó, Yên Thi để qua một bên để cho nó lạnh cái dưa leo. Chúng ta có thể đậy nắp lại. Đó. Rồi, bây giờ cái Yên Thi sẽ chuẩn bị cho cái món thứ nhì mà Yên Thi muốn làm, đó là món nước chanh hương thảo thưa quý vị. Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu sau một vài phần thông tin thương mại. Uyên Thi sẽ trở lại với món nước chanh hương thảo là như thế nào. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu với những món nước mùa hè. Vật liệu chính là chanh thưa quý vị. Và bây giờ cái món mà Uyên Thi muốn chia sẻ, Uyên Thi nghĩ là ít người uống tới lắm. Bởi vì Uyên Thi sẽ dùng rosemary. Rosemary là một cái loại coi như là một loại rau giống như là rau ngò rồi của Việt Nam mình vậy, nhưng mà thường dùng cho các món ăn của người ngoại quốc. Ngày hôm nay Uyên Thi sẽ dùng vào trong nước thưa quý vị, và quý vị sẽ ngửi thấy một cái mùi thơm rất là đặc biệt mà tiếng Việt mình gọi là hương thảo nhưng mà tiếng Anh thì người ta gọi là rosemary. Uyên Thi sẽ để nước khoảng chừng coi như 2 cup nước thưa quý vị. 2 cup nước Uyên Thi sẽ cho vào khoảng chừng 2-3 nhánh hương thảo. Tất nhiên là chờ nước sôi thì Uyên Thi sẽ cho cái hương thảo vào. Nhưng mà bây giờ Uyên Thi để đây. Và trong thời gian Uyên Thi chờ nước sôi để mà nấu syrup hương thảo, tất nhiên mình nấu nước với đường, thì Uyên Thi sẽ xay nước chanh. Uyên Thi sẽ xay chanh ra. Cái món này thì nước chanh nó hơi nhiều một chút cho nên Uyên Thi đã vắt sẵn, giờ Uyên Thi vắt thêm. Quý vị cho khoảng chừng từ 4-5 cái chanh thôi quý vị. Khoảng 2 cup nước chanh á. 1 cup rưỡi tới 1 2 cup nước chanh, bởi vì mình dùng cái syrup hương thảo á, cho nên mình sẽ cho nước chanh nhiều hơn một chút. Đây, mình đi sẽ cắt đi. Rồi, Uyên Thi sẽ để lại một miếng chanh để mà Uyên Thi làm
cái decor đó, thì decor thì trang trí trên cái ly. Và phần còn lại Uyển Thi cắt. Và bây giờ Uyển Thi sẽ chuẩn bị nè. Uyển Thi sẽ dùng khoảng chừng 2 cup đường. 1 cup đường đi, 2 cup thì hơi ngọt quá nè. Uyển Thi cho, Uyển Thi tính ra khoảng chừng, nếu mà quý vị không có cup thì quý vị cho khoảng chừng 6 đến 7 muỗng canh. 4 rồi, 5 nè. 6 nè. Và đây là 7 muỗng canh đường. 7 muỗng canh đường quý vị cho vào trong cái nồi 2 cup nước nha. Rồi, quý vị sẽ quậy cái đường này lên. Và khi mà đường sôi rồi thì quý vị sẽ cho cái hai nhánh rosemary vào. Và quý vị nấu như vậy khoảng chừng 5 phút để cho cái đường nó tan ra. Và cái rosemary nó thơm, tất nhiên là hương thảo đó thưa quý vị, nó thơm ở trong cái nồi nước đường của mình. Sau khi mà đường tan rồi, nấu 5 phút rồi, quý vị tắt lửa. 5 tới 10 phút quý vị tắt lửa. Quý vị đậy nắp lại hoặc là wrap lại. Và chúng ta để nguội khoảng nửa 30 phút sau quý vị vớt, nửa tiếng hoặc là 1 tiếng sau quý vị vớt bỏ cái rosemary đi. Và lúc đó chúng ta sẽ có một cái tô nước đường như thế này. Chúng ta gọi là syrup hương thảo. Syrup hương thảo là tất nhiên chúng ta nấu nó có cái mùi hương thảo ở trong này, là mùi rosemary trong này. Thì để Uyên Thi lược bỏ những cái còn một vài cái lá này, lá hương thảo nó còn trong này. Tại vì quý vị làm sao mà quý vị không có thấy cái lá hương thảo á, thì nhiều khi người ta không biết nó là cái nước gì mà nó thơm thơm. Nhưng mà một hồi nữa Uyên Thi trang trí thì Uyên Thi cũng để một cái nhánh lá hương thảo ở trên đó. Và bây giờ nếu mà quý vị nếm thử, quý vị sẽ thấy cái mùi vị ở đây nó rất là thơm. Đây. Rồi. Rồi bây giờ Uyên Thi sẽ bắt đầu pha thưa quý vị. Pha cũng rất là dễ. Quý vị sẽ dùng khoảng chừng 1,5 cup nước chanh. Tất nhiên khoảng 4-5 trái chanh đó thì nó ra nhiều lắm. Nào, 1 cup nước chanh nè. Đó, 1,5 cup nước chanh nha. Quý vị cho vào đây. Sau đó, quý vị cho nước vào. Nước đường mà có mùi rosemary mà mình kêu là syrup hương thảo đó thưa quý vị cho vào. Và chúng ta sẽ dùng muỗng quậy lên. Rồi, lúc này quý vị sẽ cho cái đá vào. Đó, quý vị cho tô đá vào. Rồi quý vị cho nước này vào luôn. Cho khoảng từ 3 đến 4 cup nước vào. Và lúc mới quậy xong á thì mình đừng có uống liền, bởi vì sao, nó chưa có ra hết cái mùi vị, cho nên mình chờ một chút xíu để đá nó xuống nó lạnh rồi mình mới uống. Nhưng thì thử nêm thử nè. Vị chanh và vị hương thảo hai thứ nó quyện vào nhau, có một cái vị chua mà không có quá ngọt, bởi vì cái lượng Nguyên Thi cho mặc dù kêu là 1 cup đường nhưng mà mình vô nước với vô vô đá đó thì quý vị nó rất là vừa. Và cái hương thảo đó quý vị cho sôi lên như vậy, sau đó quý vị tắt lửa và quý vị để qua một bên để cho cái mùi rosemary nó thấm vào trong cái đường. Bây giờ Yên Thi sẽ lấy cái nước hương thảo bỏ vào đây. Rồi, mình sẽ dùng một miếng chanh này. Và một cây
Rosemary. Xuyên vào trong đây. Như vậy là chúng ta đã co được một cái ly rosemary. Thì quý vị có thể ghim vào trong. Đó. Rosemary nha. Rồi bây giờ cái này, cái hũ này của chúng ta, mình sẽ lấy ra. Và mình cũng dùng cái muỗng này mình múc vào trong một cái hũ keo. Nếu mà quý vị muốn bỏ ly cũng được, mà mình bỏ cho chế biến cho nó đẹp một chút nha. Dưa leo. Thêm một lát chanh nữa. Rồi, quý vị thấy đẹp không? Chúng ta đậy nắp lại. Để cái này vào một bên. Và dùng một cái dây ribbon. Chúng ta có thể dùng một cái dây nè, quý vị cột vào đây. Cột thành nơ thôi quý vị. Và đây, quý vị đã có một cái ly, hai ly nước hoàn toàn khác vị mùi, khác mùi với nhau. Đó là ly nước chanh vị hương thảo và ly nước chanh dưa leo vị bạc hà. Chỉ với những cái vật liệu rất là đơn giản trong bếp của chúng ta, với một chút xíu đường và nước đá, chúng ta đã làm ra những ly nước rất là đẹp mà để mời khách, mà ngay cả khách người ta cũng không biết rằng là chúng ta đã làm cái gì. Những vị mùi vị gì. Và một lần nữa Uyên Thi cảm ơn đến các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình, đó là công ty Prom Bio MR2 Pro 5 Plus. Quý vị có thể gọi hai cái số phone này 7143912128 1800338 4121 để biết thêm chi tiết về cái Bio MR2 là mầm sữa gạo lứt, và Pro 5 Plus để cho chúng ta coi như là thải những cái chất độc tố trong cơ thể ra ngoài uống những cái nước như thế này. Á Đông Supermarket 7146577456. Tóc May by Elen, những bộ tóc giả thật là đẹp, thật là hợp khẩu vị, hợp khuôn mặt chứ quý vị không có nói là hợp khẩu vị. Nấu ăn quen rồi cứ nói hợp khẩu vị. Hợp với khuôn mặt của chúng ta, quý vị có thể gọi cho chị Ngọc Lan ở số phone là 7149621580 hoặc là 7145895358. Corner View Bakery, đệ nhất nước mía Viện Tây, phở top noodle ở vùng Costa Mesa và Anaheim là những cơ sở do Uyên Thi điều hành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và kính chúc quý vị có những ly nước mùi thơm lạ miệng, ngon ngọt và lại tốt cho cơ thể trong mùa hè năm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.